Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Thì trong video ngắn của hôm nay thì số em sẽ lên và giới thiệu đến cho các bác và anh em 4 cái mẫu bơm tay cá BCB bên em đang bán ra và đang được các bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Đặc biệt giá bơm tay giờ nó cực kỳ là rẻ rồi. Thì cũng không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu bơm tay cá BCB1 em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác và anh em cân đối tài chính nhé. Trước khi đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết 4 mẫu bơm tay mới thì em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em một số cái phụ kiện để các bác thay thế sửa chữa cho những chiếc bơm tay cá BCB của mình các bác nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến cho bác những dây bơm. Đấy, dây bơm này trong quá trình mình sử dụng lâu ngày ấy, bác bơm hơi nó cao quá thì hay bị nổ dây thì bên em cũng bán lẻ cho các bác những dây bơm nhé. Dây bơm không lọc giá là 120.000 nhé. Dây bơm không lọc giá là 120.000 đồng bao ship nhé. Hoặc các bác muốn lấy dây bơm lọc bé thì bên em cũng bán lẻ các bác nhé. Dây bơm lọc bé giá là 150.000 đồng các bác nhé. 150.000 đồng bao ship nhé. Hoặc các bác nào muốn chống hơi nước vào bình của các bác tốt hơn, bảo vệ cái bình của các bác không có lo bị oxy hóa thì các bác nên tham khảo mua cho mình một dây bơm lọc to như này các bác nhé. Dây bơm lọc to giá là 230.000 đồng bao ship nhé. Hoặc nhà các bác có bơm rồi mà các bác trong cái quá trình mình sử dụng lâu ngày ấy, mà các bác bơm nhiều mà nó hỏng gioăng, hỏng sim, hỏng ti bơm, nói chung là hỏng những phụ kiện ở trong thân bơm ấy, các bác sửa chữa nhiều lần quá rồi mà các bác chán, các bác không muốn sửa chữa nữa hoặc là các bác không sửa chữa được thì các bác nên tham khảo mua cho mình một thân bơm nhé. Thân bơm này là thân bơm mới 100% ở trong đến đầy đủ hết các gioăng sim rồi, van nạp 1 triệu. Nói chung là các bác mua thân bơm này về các bác lắp cho em cái dây bơm này, cái tay cầm và cái đồng hồ là có bơm như bơm mới luôn các nhé. Thì mỗi thân bơm mới này thì bên số em đang bán với giá là 400.000 các nhé. 400.000 đồng bao ship rồi các bác nhé. Thân bơm này dùng cho các chơi bơm SB lọc to, SB lọc bó bé hoặc là bơm AGH hoặc là bơm HIV thì bác đều có thể sử dụng chung mỗi thân bơm này các nhé. Mỗi thân bơm giá là 400.000 các nhé. 400.000 đồng bao ship rồi các bác nhé. Nhận hàng các bác và anh em sẽ được quyền kiểm tra hàng, đúng không? Đúng sản phẩm như em giới thiệu trên video thì bác và anh em sẽ thanh toán tiền các nhé. Đó là một số cái phụ kiện thay thế sửa chữa cho những chiếc bơm tay quá. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm tay đầu tiên là cái mẫu bơm đồng hồ bé các nhé. Đồng hồ bé này, chân là chân cánh án không gấp được, lọc thì sẽ lọc bé, thân bơm inox 304, tay cầm chống trơn chống trượt như này các nhé. Thì một chiếc bơm cá đồng hồ bé lọc bé thì dùng cho các chơi truyền thống hoặc là các bác mới chơi hoặc là các bác chơi điều kiện kinh tế dư giả, các bơm tầm 180 cân đến 220 cân quay đầu thì các bác và anh em nên tham khảo mua cho mình một chiếc bơm cá đồng hồ bé lọc bé các nhé. Một chiếc bơm cá đồng hồ bé lọc bé thì giá giờ cũng rất chè rẻ rồi, giá thì bên số em đang bán giá là 500.000 các nhé. 500.000 đồng bao ship rồi các nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em cái mẫu bơm tay thứ hai. Đây là cái mẫu bơm tay SB con báo con hổ các bác nhé. Mẫu bơm này thì có mặt trên thị trường là được tầm 7 đến 8 năm rồi. Mẫu bơm này thì chân là chân cánh én gấp được, để các bác đút ba lô đi rừng đi phượt. Về phần đồng hồ sẽ là đồng hồ 50mb, đồng hồ dầu xịn sò các bác nhé. Lọc sẽ là lọc to màu đen, thân bơm inox 304, tay cầm chống trơn chống trượt như này các bác nhé. Thì một chiếc bơm cá áp đồng hồ to lọc to hiệu SB thì bao áp cho các bơm tầm độ 250 cân đến 280 cân. Các bác nào khỏe thì mình có thể nén được hơn các nhé. Một chiếc bơm cá áp đồng hồ to lọc to thì bên số em đang bán giá là 700.000 các bác nhé. 700.000 đồng bao ship rồi các bác nhé. Mẫu bơm tay thứ ba sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em cái mẫu bơm tay mẫu mới nhất của năm 2024. Các bác nào muốn bơm nhanh, bơm nhẹ, chống nóng tốt mà tầm độ dưới 900.000 đồng quay đầu thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc bơm tay Hyundai các bác nhé. Mẫu bơm tay Hyundai mẫu mới nhất của năm 2024. Mẫu này thì cải tiến cực kỳ nhiều các nhé. Chân vẫn là chân cánh én gấp được để các bác nút ba lô đi rừng đi phượt. Đồng hồ là đồng hồ 50mb, đồng hồ dầu xịn sò con bò các bác nhé. Lọc sẽ lọc màu vàng siêu to khổng lồ. Thân bơm inox 304, thân bơm 3 lớp cực kỳ dày dặn nhé. Và đặc biệt ở cái mẫu bơm này thì ở trong nhà sản xuất họ đã đổ nước làm mát rồi. Khi bơm thì bảo vệ cái gioăng sim của bơm cực kỳ bền bỉ và tăng tuổi thọ của bơm lên rất là bền các nhé. Tay cầm chống trơn chống trượt thì một chiếc bơm tay Hyundai này thì bao áp cho các bơm tầm độ 300 đến 350 cân, nhanh và nhẹ và cực kỳ bền bỉ theo thời gian nhé. Một chiếc bơm tay Hyundai đồng hồ to lọc to, các bác bơm nhanh bơm nhẹ chống nóng cực kỳ là tốt thì bên số em đang bán giá là 850.000 các nhé. Bơm tay Hyundai giá là 850.000 đồng bao ship rồi các nhé. Và cuối cùng thì em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em một cái mẫu bơm tay cao cấp nhất của thương hiệu AGH VIP hiện nay các nhé. Mẫu bơm tay AGH VIP này chân là chân cánh bướm gấp được để các bác đút ba lô đi rừng đi phượt các nhé. Đồng hồ sẽ là đồng hồ
40 mPa đồng hồ dầu có phản quang nhé. Mỗi bơm này thì đằng sau sẽ một lọc gió cực kỳ là to các nhé, ở trong sẽ có than hoạt tính. Khi bơm thì hơi sẽ hút từ đằng sau vào và đi qua lớp than hoạt tính và đi vào trong bình của các bác, thì bảo vệ cái bình của các bác không bao lo bị oxy hóa, chống hơi nước vào bình của các bác cực kỳ là tốt nhé. Thân bơm thì được bọc một lớp lá cây khô, lá cây tươi rất trẻ đẹp đúng không ạ? Và lọc sẽ lọc siêu to khổng lồ màu đen như này có nhé. Tay cầm chống trơn chống trượt, thì một chiếc bơm tay cao cấp nhất của thương hiệu AGH VIP thì bao áp cho bơm tầm độ 300 đến 350 cân, nhanh và nhẹ và rất trẻ bền có nhé. Một chiếc bơm tay AGH VIP thì bên xe em đang bán giá là 1.100.000 các bác nhé, 1.100.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó là bốn cái mẫu bơm tay cá BCB và một số phụ kiện sửa bơm em muốn giới thiệu đến cho các bác và anh em ạ. Thì các bác và anh em mà đang quan tâm đến phụ kiện hoặc cái mẫu bơm tay cá BCB nào thì các bác và anh em nhanh tay liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em các nhé. Thì một video em làm rất chỉ ngắn thôi, thì cuối video thì các bác và anh em được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.